Thưa quý vị, thưa bà con, ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được câu hỏi của khán giả Nguyễn Thị Phượng ở tại Nam Định. Khán giả hỏi, cách trồng rau thủy canh hồi lưu như thế nào? Chương trình có thể giới thiệu giúp tôi một mô hình trồng rau thủy canh hồi lưu ở gần địa phương tôi để tôi có thể tới tham quan và học hỏi kinh nghiệm được hay không? Dạ vâng, chị Phượng thân mến, chị có thể tham khảo mô hình trồng rau thủy canh hồi lưu thông qua phóng sự ngay sau đây. Không cần đất, cũng không cần bón phân và tưới nước hàng ngày, 2 hectare rau tại khu nhà kính này vẫn luôn tươi tốt. Ở trong đây thì chúng tôi đang sản xuất rau xà lách theo quy trình thủy canh và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hàng ngày thì chúng tôi đang vận hành bằng một cái bể dinh dưỡng. Thì trong cái bể dinh dưỡng đấy thì nó có nhiều những cái nguyên tố ion và cation đã được pha trộn ở trong nước. Đây là hai bể nước chứa dung dịch thủy canh với tổng dung tích 18 mét khối. Chúng hoạt động 24/24 giờ. Từ bể này, một vòi nước sẽ hút nước đi đến các hệ thống thủy canh. Một đường ống sẽ làm nhiệm vụ đưa phần nước dư thừa từ hệ thống đó quay trở lại bể chứa. Cả hệ thống luôn được tuần hoàn. Khi mà cái dinh dưỡng này được cấp lên trên cái sạp rau, qua cái quá trình vận hành và quá trình sinh trưởng của cây rau thì nó đã tiêu hao đến các cái thành phần dinh dưỡng ở trong nước rồi. Và chính vì vậy và cứ mỗi một ngày là chúng tôi lại phải bổ sung thêm nước và bổ sung thêm 2 lần về cái dung dịch mẹ để làm thế nào đó mà đủ được cái dinh dưỡng theo cái tiêu chuẩn mà chúng tôi quy định. Nếu như cây trồng trên đất khó để điều chỉnh được dinh dưỡng cần thiết để cung cấp đầy đủ cho cây phát triển, thì với phương pháp thủy canh, anh Lưu có thể cân đối được các loại dinh dưỡng trong từng giai đoạn để cung cấp đủ dinh dưỡng theo nhu cầu của rau. Cái thời gian sinh trưởng của nó ngắn, nó rút ngắn lại so với lại trồng rau thủy canh tĩnh. Và cái cách chăm sóc của chúng ta cũng rất là nhàn hơn và nó giảm thiểu được rất nhiều về vấn đề sâu bệnh hại. Canh tác rau thủy canh trong nhà kính như thế này sẽ hạn chế tối đa sâu bệnh hại. Do đó, mỗi 1 hecta rau thủy canh chỉ cần 2-3 công nhân chăm sóc. Hoạt động chủ yếu của họ chỉ là kiểm tra sự phát triển của rau và bắt sâu hại bằng phương pháp thủ công. Do đó, mô hình canh tác rau bằng phương pháp thủy canh vừa giảm được chi phí sử dụng nhân công, vừa giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hệ thống quạt thông gió chúng tôi đã điều hòa được cái không khí, nó không bị cái ẩm độ cao đâm ra là cũng không bị nấm bệnh gây ra. Hiện tại, mỗi ngày, trang trại rau thủy canh của anh Lưu cung cấp ra thị trường khoảng từ 100-150 kg rau với giá bán từ 40-50.000 đồng 1 kg, cao gấp từ 5-6 lần so với giá rau thông thường. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, mỗi ngày cơ sở của anh thu lãi từ 3-4 triệu đồng. Thưa quý vị, thưa bà con, đối với mô hình trồng rau thủy canh hồi lưu thì chi phí cho hệ thống thiết bị khá là lớn và chi phí ban đầu cho mô hình này có thể lên tới mức là từ 1 tỷ cho đến 1 tỷ 2. Tuy nhiên, nếu như với một hecta trồng rau thông thường thì lợi nhuận tối đa chỉ đạt được ở mức từ 200 đến 300 triệu đồng một hecta một năm. Thì với mô hình trồng rau thủy canh thì mức lợi nhuận có thể lên đến mức là từ 3 đến 4 tỷ đồng. Và chúng tôi xin được chúc cho chị Phượng cũng như là bà con sớm thành công với mô hình trồng rau thủy canh. Còn tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được mời các chuyên gia tư vấn cho những câu hỏi mà chúng tôi vừa tiếp nhận. Thông qua hệ thống tổng đài 1900-6145, chúng tôi nhận được câu hỏi của khán giả Hoàng Đình Tuấn với số điện thoại 0358, 3 số cuối là 084 ở tại Bình Thuận. Hiện nay thì gia đình khán giả có một chuồng lợn. Lợn thì có biểu hiện là bị mắc E. coli phù đầu và xương mặt. Cán bộ thú y kết luận nguồn nước bị nhiễm khuẩn E. coli và phải dùng chlorine để khắc phục. Xin hỏi là dùng chlorine với liều lượng như thế nào là phù hợp nhất? Xin mời chuyên gia. Thứ nhất, trả lời thẳng có câu hỏi thì chlorine nó có hai dạng. Thứ nhất là chloramin B và thứ hai là chloramin T. Cho nên là hai dạng này thì liều dùng có khác nhau. Thông thường người ta sẽ dùng là 1/1000 đến 2.5/1000. Cho nên là cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để chúng ta có nguồn nước sạch khử trùng. Nhưng mà với câu hỏi này thì tôi nghĩ là cái bệnh mà dễ E. coli phù đầu ấy, nó không phải là do nguồn nước không đâu. Nó rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là sai sót kỹ thuật cai sữa. Thứ hai là thay đổi thức ăn đột ngột, thay đổi nước uống đột ngột. Và thứ ba nữa là có những yếu tố khác về ta gọi là stress.
E. coli phủ đầu là do vi khuẩn E. coli. Nó có hai nguyên tố bắt buộc phải có, đó là nguyên tố bám dính và nguyên tố sinh độc tố. Bình thường E. coli trong đường ruột nó có phân làm hai cái hệ, hệ có lợi và hệ có hại, thì chúng sống cân bằng với nhau. Khi có các yếu tố stress như tôi vừa nêu thì vi khuẩn có hại nó khỏe hơn, mạnh hơn, nó tăng sinh, nó sinh sản nhanh hơn, nó lấn át cái vi khuẩn có lợi và nhập vào đường huyết. Khi ấy thì sẽ tạo thành cái hiện tượng cái nhiễm trùng huyết do E. coli và sinh ra E. coli phủ đầu. Thế bệnh E. coli phủ đầu này chỉ xảy ra ở lợn sau cai sữa hay vài ba tuần thôi. Thế còn lớn hơn nữa là chúng ta phải nghĩ đến cái bệnh khác. Mà bệnh khác là nhiều trường hợp đó là tai xanh. Cho nên là nếu như chỉ có nguồn gốc là nước để gây E. coli thì nó chỉ đúng vài phần trăm thôi. Cho nên tôi nhắc lại, bác sĩ thú y cơ sở cần phải cẩn trọng thêm để giúp bà con chăn nuôi sao cho nắm rõ đúng những nguyên nhân gây ra bệnh và hướng dẫn giúp họ làm sao chăn nuôi hiệu quả nhất. Đừng chỉ có một phiến diện, một cái nguồn nước mà có thể gây nên E. coli phủ đầu. Thì sau khi mình khắc phục xong ấy, thì nó vẫn sưng phủ đầu thì sao? Cho nên một lần nữa là cẩn trọng trong cái quá trình chẩn đoán để giúp bà con chăn nuôi. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia.